Đây là người của phóng hoặc người của chốt. Ai chị đặt nhục lắm đó ơi. Quay camera luôn. Khán giả đánh đá đừng để làm vì mọi người mà ảnh hưởng đến kết quả trận đấu của vận động viên. Chúng ơi, chân này thế này, chân này toàn thua, chân như thế này. 1-2 được luôn. Kéo thoải mái nhá. Một đứa thằng cháy à? Thằng này khô quá. Nói hay lắm đi. Đứng thẳng khô rồi. Đứng xuống nào. Rồi. Thank you.
đầu kẹo trắng. Ờ. Ông